Dạ. Rồi cứ đi 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 anh đi theo. Thiệt tình tôi không dám, mà nó quay ra đường kia nó đi. Sức bình tĩnh, cái xe của mình nó nặng. Còn lắc. Chạy một cái đoạn dài, cái đường nhỏ, cái nhìn thôi đường nhỏ nó bị mất mất cân bằng á. Rồi, đến đâu chưa? Rồi lên đây, rồi lên, rồi lên. Rồi. Rồi rồi, cảm ơn nhiều nha. Rồi cảm ơn nha. Có hết rồi. Người vậy á.
tới cây cầu, mới nãy có cây cầu là mình phải vòng qua bên đường bên đây nè, mình đi nè. Xuống luôn không?